web thôi. Về tương lai đó là mình có dự định là sẽ làm cái app luôn hay không à? Tại vì nếu mà có cái app á, thì nó sẽ hỗ trợ cho các bệnh viện Mình rất là nhiều. Ví dụ có như trưởng khoa dược của các em, chúng em á, là có thể đi bất cứ đâu mà vẫn rất là tiện để mà theo dõi. Cái thứ hai nữa là trong cái báo cáo này nè, thì Sở Y tế có yêu cầu các bệnh viện là báo cáo luôn cả các cái gói thầu cho nhà thuốc hay không, hay là mình chỉ có báo cáo cái gói thầu ở trong nội trú của mình thôi. Và về cái phần mà danh mục đó, thì em thấy là mình có cái mã dùng chung, mình có mã bảo hiểm y tế, thì em xin có ý kiến là mình có thể thêm cái mã ATC vào được hay không? Tại vì ví dụ như trong cái tình trạng, ví dụ một cái bệnh viện đi, mình có thể là mình hết cái thuốc này và mình search cái mã ATC, hoặc mình có thể sau này có những cái báo cáo nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều, kể cả mapping với lại các cái phần mềm tại đơn vị nó cũng sẽ dễ hơn. Và vấn đề nữa là em cũng đang quan tâm về cái bảo mật thông tin đó. Như lúc nãy chị có trình bày là mình có thể tra cứu cái thông tin số lượng tồn kho của bệnh viện mình, đồng thời mình cũng có thể tra cứu cái thông tin tồn kho của các bệnh viện khác và của toàn thành phố luôn. Như vậy thì nếu mà cái thông tin này, tại vì hiện tại là mình cái số lượng người tham gia vào báo cáo cái này nè, ở các bệnh viện á, thì cũng nhiều, có trưởng khoa dược, có các nhân viên của mình đó. Nếu mà cái vấn đề không bảo mật thông tin thì em nghĩ là nó cũng sẽ rất là khó khăn. Nếu mà không phải là trong cái hệ thống các cái bệnh viện của mình. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn dược sĩ Nga. Về phần báo cáo thuốc thì mình sẽ làm luôn cả phần nội trú và phần ngoại trú luôn ha. Còn về cái nội dung về nâng cấp phần mềm thì lát thì bên bộ phận kỹ thuật sẽ trả lời sau. Còn về mã ATC thì hiện tại trong cái phân nhóm điều trị á, thì trong đó là cũng có ghi kèm luôn với cái mã ATC, thì có thể là trong lúc xây dựng phần mềm thì cái nó chưa có phù hợp, nhưng mà cái mã ATC thì các đơn vị cũng có thể là đề xuất để điều chỉnh cho nó phù hợp, hoặc là thêm mới thêm gì đó. Tại vì thực sự là Sở Y tế cũng chưa có thống kê hết được tất cả một số những cái mã ATC của các tất cả các thuốc, nên hình như là một số trường nó cũng còn đang để trống. Ví dụ nhóm điều trị. Đó, các phần nhóm điều trị thì nó đã có cái mã ATC, cũng có phần nhóm thuốc, và trong đó nó cũng có thêm một số cái mã ATC trong đó luôn rồi đó. Các anh chị có thấy đúng không ạ? Cái này mình không có tách riêng ra một nhóm, ra một cái trường riêng nữa, mà mình sẽ nằm ở chung trong cái phần nhóm điều trị. Rồi về cái phần mà bảo mật thông tin đó, thì hiện nay thì giờ trong quá trình thử nghiệm thì Sở Y tế cũng sẽ phối hợp với các đơn vị để mình sẽ xây dựng cái quy chế cho cái quản lý phần mềm này luôn. Thì trong đó nó sẽ phân cấp, ví dụ như là bệnh viện thì sẽ có nhiều cái tài khoản khác nhau cho những cái đối tượng khác nhau, ví dụ như là giám đốc bệnh viện sẽ có một cái tài khoản riêng, rồi trưởng khoa dược hoặc là trưởng các khoa lâm sàng nữa, cũng sẽ có mỗi những cái tài khoản khác nhau. Và cái quyền truy cập của mỗi cái phân cấp tài khoản này nó cũng sẽ nó thì chứ không thể nào, cũng Sở Y tế cũng đã lường trước là không thể nào mà để cho bệnh viện nào cũng có thể tự nhiên vô cái kho thuốc của một bệnh viện khác. Thì đó, thì trong quá trình mình đang thử nghiệm như vậy thì cũng sẽ bàn tới cái phương án quản lý của phần mình này luôn. Và cái nội dung, cái ví dụ như là những cái thuốc nào các anh chị tra cứu được đó, thì cũng có thể là mình sẽ chỉ quản lý thông trên là một số những cái thuốc nào đặc biệt ưu tiên trong từng giai đoạn, ví dụ như là những thuốc cấp cứu hay gì đó thôi, chứ cũng không thể nào là đi mình xem toàn bộ cái kho cùng kho thuốc của tất cả các bệnh viện khác được. Thế nên là cái đó thì mình sẽ đưa vào trong cái quy chế quản lý của cái phần mềm này trong thời gian tới. Dạ.
mời bên kỹ thuật trả lời về cái phần nâng cấp phần mềm. Dạ, thì em xin phép trả lời về câu hỏi là mình sẽ nâng cấp phần mềm. Thì trước mắt thì mình sẽ triển khai trên web. Thì sau khi mà mình đã nhập liệu nhập mật khẩu rồi á, cũng như là mình đã kết được cái quy trình mình nhập liệu rồi, thì sau này những giai đoạn tiếp theo mình sẽ phát triển, sẽ có những cái hướng phát triển, ví dụ như là mình sẽ thực hiện cái app mobile, và cái app đó sẽ hỗ trợ cho các anh chị mình có thể tra cứu nhanh thông tin tồn kho, cũng như là cho lãnh đạo theo dõi được cái quá trình mà báo cáo các anh chị. Hoặc là mình có thể phát triển theo hướng là mình hợp API với cái phần với phần mềm HIT tại các đơn vị của các anh chị mình, để mà mình thực hiện, mình báo cáo tự động từ phần mềm HIT vào trong cái phần mềm tra cứu thuốc của Sở Y tế. Thì đó là định hướng phát triển sau này, sau khi mà mình đã thực hiện mà ổn định ở trong cái phần mềm web rồi. Mình xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn ạ. Vì trong thời gian một khoảng 1 tháng này thì mình sẽ thực hiện cái chuyện báo cáo hàng ngày, cho nên là đề nghị các đơn vị, ví dụ như bây giờ mình sẽ đề xuất quản lý cái nhóm thuốc nào, mình cũng không thể nào làm hết là một khoa thuốc, mà mình sẽ chỉ triển khai báo cáo ưu tiên đối với một số nhóm thuốc thôi. Thì cái này là đề nghị các bệnh viện thì sẽ đề xuất là mình sẽ quản lý những thuốc gì để mình đưa vào danh mục ưu tiên, mình sẽ bật cái chế độ ưu tiên lên, thì mình sẽ báo cáo hàng ngày với những thuốc đó thôi. Còn mình sẽ thực hiện báo cáo tháng 2 lần, đó là báo cáo cho một kỳ của tháng 6 và một kỳ của tháng 7, là mình sẽ được 2 lần báo cáo để mình chạy thử cái phần mềm này. Thì cái đó mình sẽ báo cáo với toàn bộ của cái lượng thuốc của bệnh viện. Còn cái độ bật mà về cái báo cáo ưu tiên, báo cáo hàng ngày thì mình chỉ báo cáo một vài thuốc. Thì cái này thì hiện nay trong một trong cái thời gian ngắn này thì mình sẽ thực hiện báo cáo, ví dụ như mình sẽ ưu tiên báo cáo về thuốc cấp cứu, hoặc là một số thuốc có thể như là thuốc điều trị tay chân miệng đối với bệnh viện điều trị về nhi chẳng hạn. Thì cái đó thì các anh chị xin ý kiến của anh chị để mình sẽ thống nhất là mình sẽ báo cáo hàng ngày với những cái nhóm thuốc nào ạ. Và hiện tại là mỗi thứ năm đó là mình đang có báo cáo ở trên Google Drive của Sở Y tế đó chị Hồng. Thì em nghĩ là giờ mình có sẵn cái dữ liệu đó rồi, Sở Y tế sẽ xem lại và mình đưa ra cái danh mục báo cáo thôi. Nếu mà căn cứ trên cái đó thì hiện tại các đơn vị hầu như là báo cáo không thiếu thuốc không, mình nếu mà thiếu đó thì chắc không có làm để mình báo cáo gì hết. Thì các bệnh viện thì mình hay thấy cái nhóm thuốc nào, ví dụ như là bây giờ có thể là Loguidine của bên điều trị tay chân miệng, các bệnh viện nhi đồng có bị Hiện tại bây giờ nhiều lắm rồi chị. Em thấy có nhiều nhà cung ứng rồi cho nên không thiếu đâu. Thì em nghĩ những cái này sẽ dành cho những cái đợt mà cả thành phố mình đã có những cái thuốc mình thiếu á. thì như đó là thì trong tháng này mình sẽ ưu tiên cái thuốc gì mình để mình báo cáo thử chẳng hạn. Chứ mình nếu mà mình không làm cái chế độ báo cáo hàng ngày thì mình sẽ không biết là cái hệ thống nó chạy ổn định hay không. Thì mình sẽ xem coi mình nên báo cáo gì tất cả các thuốc, ví dụ như bệnh viện đa khoa thì những thuốc nào, và bệnh viện nhi thì hoặc là bệnh viện nhiệt đới thì thế nào, bệnh nhiệt đới ở Dạ, bệnh tại vì Điện Bình Thạnh. dạ em xin kính thưa Sở Y tế ạ. Em bên Bệnh viện Bình Thạnh thì cho em xin hỏi một câu hỏi là em thấy là khai báo thì mình đang khai báo theo từng gói thầu của các đơn vị. Còn về phần báo cáo thì phần báo cáo ngày đối với các nhóm thuốc ưu tiên mà mình cũng đang là lập báo cáo theo từng gói thầu luôn, thì cái này cũng nhận thấy là nó cũng khá bất tiện. Không biết là mình có cách nào là phần báo cáo hàng ngày là mình báo, mình chỉ nhập một file và nó sẽ tự động liên kết với lại tất cả các gói thầu không ạ? Đề xuất. Dạ, với lại đề xuất về nhóm nhóm thuốc ưu tiên thì Bệnh viện Bình Thạnh xin đề xuất là nhóm dịch truyền, dịch cơ bản ạ. Dạ, xin hết ạ.
Dạ cũng cùng ý kiến với bệnh viện quận Bình Thạnh đó, thì em cũng thấy rằng đó là cái báo cáo của mình đó, cái báo cáo hàng ngày á, mình làm sao mà cho tiện nhất cho các bệnh viện. Và em thấy ở trên cái group chat đó, bệnh viện nhiệt đới có đặt ra mấy câu hỏi cũng rất là hay đó, nhờ chị Hồng trả lời giùm luôn ạ. À. Cái hoạt chất ưu tiên á thì tất cả các đơn vị sẽ chọn cùng, ví dụ bây giờ bật chế độ ưu tiên đó lên thì là tất cả các đơn vị khi mình load cái file xuống để mình báo cáo ưu tiên, nó sẽ hiện ra tất cả những cái thuốc nào mà nằm trong cái gói thầu của mình, thì nó sẽ tính cho toàn thành phố chứ không phải là tính cho từng đơn vị. Và trong đó khi nó ví dụ như mình có trong đơn vị mình có cái thuốc nào ở nằm trong cái nhóm ưu tiên đó thì mình sẽ phải báo cáo những thuốc đó thôi, chứ không phải là đơn vị lựa chọn, mà là mình sẽ thống nhất toàn thành phố. Và sau đó là tùy theo đơn vị có thuốc nào mình phải báo cáo những cái thuốc trong đó ha. Rồi cái báo cáo hàng tháng và hàng quý của danh mục trúng thầu tập trung thì nó là một cái hệ thống báo cáo khác theo cái quy định về đấu thầu, nên là mình vẫn báo cáo riêng hai cái, không báo cáo chung. Còn cái báo cáo trên Medinet này thì mình chị cũng không biết cái này là cái gì, để mình tiến lên mình xem lại. Và còn câu hỏi số 4 thì này là về phần kỹ thuật hay lại cái phần kỹ thuật về Dạ cho em hỏi là về cái báo cáo ưu tiên đó chị Hồng. Tại vì cái phần mềm này là mình vừa sử dụng cho sở y tế mà đơn vị cũng được thụ hưởng cái lợi ích đó. Thì có những cái thuốc mà đối với bệnh viện em đi là sẽ ưu tiên, đối với các bệnh viện ở thành phố á, thì không có ưu tiên. Vậy liệu mình có thể làm hai cái trường giống như nãy giờ á, mình nhập liệu đó dành cho riêng đơn vị thôi. Tức là em có thể sử dụng cái phần mềm của sở y tế, em theo dõi cái thuốc mà kiểm soát cái số lượng xuất nhập tồn hàng ngày ở bệnh viện em. À, nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến các đơn vị khác, tại vì ví dụ như đối với em, tất cả các gói thầu của em á, cái thuốc này em gần hết rồi và em đang muốn theo dõi hàng ngày thử coi nó như thế nào để mà mình quản lý ở nhà mình thôi, chứ nó không liên quan gì thành phố. Như vậy thì phần mềm có thể thêm vô cái tính năng đó để các đơn vị có thể sử dụng cái này nè cho cái mục đích tại bệnh viện của mình. Dạ thì em xin trả lời câu hỏi của mình ha, là hiện tại thì phần mềm mình chưa có hỗ trợ cái tính năng đó, mà sau buổi tập huấn này về thì để bên bên bộ phận kỹ thuật của bên em thì em sẽ phát triển thêm cái tính năng mà mình thực hiện mà báo cáo thuốc ưu tiên dành riêng cho đơn vị của mình thôi. Thì khi nào mà tính năng này bắt đưa lên sử dụng thì em sẽ thông báo với các anh chị mình vào trải nghiệm thử ha. Dạ em cảm ơn chị, được vậy thì quá tốt luôn ạ. Cho em hỏi thêm câu nữa là khi mà mình đã nhập các cái số liệu của các cái gói thầu lên như vậy đó, vậy thì mình có thể xuất được cái file tổng của cái bệnh viện của mình luôn đối với tất cả các cái số lượng theo cái nguồn thầu và nguồn khác được không ạ? Dạ được ạ. À. Thì cái này thì nó nằm trong cái phần mà tính năng phát triển thêm á, thì cái này thì bên em sẽ vừa bổ sung thêm và mình đẩy lên trên phần mềm sử dụng hết chị. Dạ và nếu mà được nữa đó là em nghĩ á, tại vì á, thường á, là các bệnh viện á, sẽ rất là quan tâm đến cái việc là à bây giờ tất cả các thuốc, tất cả các nguồn của mình nè, cái số lượng nó tồn như thế nào, và thường á, tụi em sẽ canh ngay cho cái mức mà nó còn tồn khoảng chừng 3 tháng so với cái số lượng xuất trung bình á, để mà tụi em làm thầu hoặc là để mà dự trù đặt hàng rồi này kia đó. Nếu mà cái phần mềm này á, mình hỗ trợ được cái tính năng có thể là dự trù tự động hoặc là cảnh báo tồn kho tối thiểu vô trong đây nữa thì nó cũng sẽ rất là hay. Mà em nghĩ cái này là trong tầm tay của các anh chị thôi, của sở thôi à. Cái này nghe cũng nhớ lưu ý một phần là tại vì cái hiện nay á, thì mình chỉ báo cáo đối với cái toàn bộ gói thầu của bệnh viện á, toàn bộ thuốc trong bệnh viện thì mình chỉ báo cáo hàng tháng, nên cho nên là mà nếu mình không đẩy vô hệ thống đó, thì nó sẽ không có cái chuyện mà mình nó cảnh báo xuyên được nha.
Dạ, tức là tại vì thường á, cái chu kỳ của nó là hàng tháng là cũng được rồi đó chị. Tại vì mình làm thầu là mình làm cả năm mà, cho nên đó nếu mà mình có cái tính năng này nè thì các bệnh viện người ta sử dụng được á, lúc đó người ta sẽ siêng năng để mà người ta nhập vô tháng nào cũng nhập. Không vậy thì Y tế không cần phải nhắc. cái chuyện mà cảnh báo tồn kho tối thiểu thì trước đây là trong cái phần của toàn hệ thống này cũng có cái xây dựng những phần cảnh báo tồn kho tối thiểu, và cũng có nên là để cho sở tự động là mình đặt luôn được cái giá trị tồn kho tối thiểu mình với mình mong muốn này, vì một số thuốc mà nó sẽ khác nhau, cho nên là cái phần này thì chắc là phần kỹ thuật cũng theo dễ. Dạ đúng rồi, giống như là để mà mình modify cho đơn vị á, người ta sử dụng cái phần mềm để người ta theo dõi cho này kia luôn, để ta chủ động trong cái việc cung ứng á. Cái đó thì mình sẽ nghiên cứu để bổ sung vô cái phần và cái này cho từng đơn vị, các mình tự thực hiện quản lý tồn kho của mình luôn ha. Dạ, tại vì em nghĩ cái phần mềm cuối cùng là phục vụ cho sở y tế để nắm về tình hình cung ứng trong toàn thành phố, và nó cũng sẽ là rất là giúp ích cho bệnh viện luôn á. Dạ. Mục tiêu của phần mềm là buổi sau real-time lúc nào mở ra cái biết tồn kho ở đâu liền. Dạ. Và đơn vị mình cũng biết được nữa, mình cũng biết được mình cái này. Về câu hỏi của bệnh viện nhiệt đới là công tác báo cáo trên trang cái phần mềm mới này thì trước đây là phần sở y tế nhưng cũng có triển khai một cái phần mềm báo cáo tồn kho, tuy nhiên là nó một những cái tính năng nó không có đáp ứng, cho nên là hiện nay đã không có thực hiện theo cái báo cáo đó. Và còn hiện còn về phần mềm này thì mình sẽ thực hiện báo cáo theo trên đây thôi, theo hướng dẫn của sở y tế là mình báo cáo hàng ngày và báo cáo định kỳ tháng. Dạ, em xin trả lời câu hỏi số 4 của bệnh viện nhiệt đới. Thì ở hiện tại á, là quy trình mình báo theo từng gói thầu thì nó nhiều khi nó hơi cực, thì ở cái này sau buổi tập huấn thì bên em sẽ về mình lên giải pháp cái tính năng để mà mình lên được cái màn hình tổng cho tất cả các gói thầu ha.
thì khi nào tính là có anh cứ sau 9 rồi thì khi đó em sẽ thông báo cho các anh chị mình vào sử dụng thử ạ. Dạ chị Hồng ơi, vậy là kể từ ngày hôm nay á, là mình sẽ không báo cáo trên trang Medinet 8080 nữa đúng không chị? Tại vì hôm giờ các bệnh viện vẫn còn đang báo cáo trên đó. Cái phần báo cáo trên Medinet nhưng mà 8080 là mình thực hiện định kỳ sau nha, tại vì cái này chị cũng không có nắm. Dạ em nhớ là hình như là mỗi tháng hay 3 tháng gì đó. Này là hồi Các lâu bạn bên... triển khai đúng không? Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi, có mình đã triển khai đó rồi các bạn vẫn báo cáo tới giờ chị, cứ các thông tin gói thầu lên đó báo cáo. Kiểm tra lại cái phần thông tin trong đó rồi sẽ trả lời cụ thể luôn nha. Dạ Giờ tôi có nắm nắm thông tin chính xác là nó còn đang thực hiện hay không cho nên chưa có trả lời được. Cái này nếu nếu ngưng dạ. thực hiện thì chị sẽ báo luôn tin tức là mình phải ngưng thực hiện cái chỗ đó. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Để chuyện quan trọng nhất của mình giờ là mình đưa cái danh mục nào vào, đưa danh thu hoạch chất nào vào danh mục ưu tiên để mình thực hiện báo cáo hàng ngày. Mình sẽ không làm nhiều rồi mình, tại vì cái này mình thử nghiệm mình sẽ làm cái khoảng làm đâu đó từ 20 phút đổ lại thôi, tại vì tại thời điểm này thì mình vẫn còn phải nhập tay bằng số liệu cũng khá là nhiều thông tin trên cái số lượng tồn kho thì mình sẽ không làm nhiều cho nó, còn khi nào mình báo cáo tự động thì mình sẽ để cho hệ thống nó chạy tự động, sau đó thì mình sẽ báo cáo nhiều thuốc hơn. Thì các anh chị đề xuất cái những thuốc nào là mình sẽ theo dõi báo cáo hàng ngày đến đây đó để mình vừa test được hệ thống chạy và mình cũng đã thử nghiệm được cái, mình cũng biết được là cái theo dõi được cái tồn kho thực tế trên cái toàn thành phố. Bệnh viện đa khoa có ý kiến gì không ạ? À? Bệnh viện 115 và bệnh viện nhân dân gia đình. Dạ, bệnh viện 115 cũng xin có một cái ý kiến là vậy, là khi mà mình báo cáo định kỳ á thì mình thấy là mình báo cáo theo từng gói. Tuy nhiên thì mỗi bệnh viện hiện tại bây giờ thì có khá là nhiều gói. Ví dụ như gói đàm phán giá là cũng 3-4 gói nè, rồi thầu tập trung cấp địa phương, cấp quốc gia các kiểu vậy đó. Mà nếu như bây giờ mà các bệnh viện phải báo cáo từng gói, có nghĩa là mỗi tháng mình phải thao tác rất là nhiều lần, thì có cách nào mà mình chỉ export một cái file, sau đó mình import một cái file cho toàn bộ các gói được hay không? Thì như vậy sẽ tiện hơn cho các bệnh viện. Thì em xin hết ạ. Cái đó thì bên kỹ thuật sẽ làm được nhưng mà trong ngay tại hiện tại thời điểm hiện tại thì các bạn chưa có ấy, thì có thể là tới cuối đợt mình sẽ thử được cái phần đó nhưng mà chắc cũng không có lâu lắm đâu, tại vì cái đó mình đã có cái các trường dữ liệu rồi thì mình ép chung như một file thì các trường để thuận tiện cho các đơn vị làm báo cáo luôn, là khi mà mình lấy về là mình chỉ lấy một file duy nhất là mình tới có tất cả các toàn bộ danh mục thầu của bệnh viện đúng không, ý ý các bạn Dạ, không? dạ đúng rồi chị. Là mình làm báo cáo một lần, một file thôi, mình đẩy lên một lần. Mình sẽ đẩy nhiều cái gói thầu, khi mình sẽ đẩy nhiều kết quả gói thầu, cái gói thầu của mình đã có kết quả lên nhưng mà cái phần mà báo cáo lấy cái dữ file về để mà mình làm cái báo cáo thuốc là chỉ là một file duy nhất và mình chỉ đẩy lên một lần duy nhất thôi đúng Dạ đúng rồi chị. không? Okay. Cái này bên kỹ thuật đã hứa là làm được và yên tâm em. Dạ, em cảm ơn chị.
Về cái việc mà đề xuất nhóm thuốc ưu tiên á, thì chắc các đơn vị sẽ lót cái danh mục hoạt chất hiện tại xuống, cái anh chị thử xem coi là mình hiện đang có cái gì, sau đó là mình sẽ đề xuất những cái hoạt chất nào mình sẽ quản lý, chắc tới khoảng trưa ngày mai được không ạ? Sau đó Sở Y tế sẽ tổng hợp và bật cái chế độ ưu tiên cho các thuốc này, rồi để các đơn vị thực hiện tờ báo cáo. Còn với việc báo cáo tháng thì các anh chị sẽ thực hiện báo cáo 2 kỳ, để trong cái đợt thử nghiệm là báo cáo 1 kỳ vào cho cái tồn kho cuối tháng 6 và một cái đợt báo cáo là tồn kho cuối tháng 7. Thì bây giờ là mình sẽ có cái đẩy dữ liệu của các gói thầu lên, và sau đó mình sẽ báo cáo được cái tồn kho cuối tháng 6 rồi, thì nó mình sẽ làm trước được, thì các anh chị sẽ thực hiện cái phần này. Còn bật chế độ, còn để chế độ ưu tiên cho các phiếu để báo cáo hàng ngày thì mình có thể chậm hơn một chút xíu, tại vì mình có nhiều phải làm nhiều lần. Rồi cái việc mình có cái khóa dữ liệu xong. Chị Hồng ơi, có thể là mình cho báo cáo cái kỳ tháng 7, tháng 8 được không chị? Để mà tải về, tại vì rất là nhiều gói thầu á. Giờ mình tải về nè, để mình nhập á, mình báo cáo tháng tháng 7, mình chuẩn bị cho tháng 7, rồi sau đó tháng 8. Tại vì bây giờ mình đang là giữa tháng 7 thì mình sẽ có kết số liệu của cuối tháng 6. Tại vì mình phải nhập vô cái nguồn thầu nữa. Đầu tiên là mình phải tải file về, mình nhập vô cái nguồn thầu, rồi sau đó mình mới báo cáo cái số lượng tồn. Cho nên bây giờ mình tải file về nè, để mình nhập cái nguồn thầu, để mình đưa lên trên phần mềm là từ giờ cho đến cuối tháng 7 á. Thì bây Đó, giờ rồi sau đó mình nếu là mình bây giờ mình sẽ nếu mà mình tại vì cái thời điểm mà kết thúc của mình là nó nằm ở giữa tháng 8, thì là mình chỉ có thể báo cáo được tồn kho cuối tháng 7 thôi. Thì mình sẽ nghĩa là mình sẽ đẩy từ bây giờ mình sẽ vừa làm báo cáo cuối tháng 6, thì cái báo cáo tháng thì bên chị sẽ không có quá dữ liệu hàng ngày tại nên cái đó đơn vị vẫn cứ thực hiện, rồi tới kiếp sau mình sẽ làm tiếp cái tháng 8 luôn, nghĩa là mình không có bị gấp cái phần đó. Còn mình chỉ có phải làm hàng ngày đối với cái ưu tiên, thì cái ưu tiên mình đang cần thời gian liền, thì nhưng mà mình sẽ có nhiều nhiều ngày để mình làm báo cáo dữ liệu hơn, thì cái đó mình sẽ làm chậm lại một chút xíu. Còn bây giờ là mình sẽ đặt dữ liệu về gói thầu để sau đó mình báo cáo cho cái tồn kho cuối tháng 6, thì cuối tháng 6 thì mình có thể làm tới hai mấy tháng 7 cũng được, không phải mình phải là mình làm ngày mai mình có cái dữ liệu À, của tại vì tới 20 mấy tháng 7 là tại vì mình nè, thứ nhất á là mình phải tải dữ liệu về, mình nhập cái thông tin tất cả các gói thầu của mình đẩy lên trên phần mềm, sau đó mình á lại phải làm cái số tồn á của tháng 6 mình nhập lên cái nữa, xong rồi tới tháng 7 mình lại nhập lên cái nữa. Em sợ là nó sẽ hơi gấp cho các đơn vị á. không, mình làm 2 cái kỳ đó chứ. Bây giờ mà nếu mà mình làm tới kỳ tới cái tồn kho cuối tháng 8 thì mình sẽ chạy không kịp cái phần mềm ấy. Dạ chị cho thời gian thư thư ra một chút chị. Bây giờ có thể là mình vẫn báo cáo tháng 7, có cái tồn kho tháng 6 cho trong vòng tháng 7 mà. Để tới giữa tháng 8 là mình có số liệu cho 2 cái kỳ báo cáo đó luôn. Bệnh viện 115, dạ em cũng có một cái ý kiến là như vậy nè, là trong lúc mà mình cái báo cáo mà mình tồn kho thì khi mà mình tra cứu thì thực tế thì mình đang báo cáo định kỳ một tháng một lần, nên là cái tồn kho đó nó chỉ đúng vào cái thời điểm mà ngày 1 của tháng sau thôi, nên là mình thật sự mình cũng không có tra cứu được. Nếu như mà mình muốn biết cái tồn kho hiện tại của mỗi ngày, nên cái phần tra cứu đây em nghĩ là nó chỉ phù hợp cho cái phần là tra cứu đối với trường hợp mà mình báo cáo hàng ngày thì nó mới đúng thôi. Cái này là một phần mềm của mình là ý tưởng rất là cao lắm, cho nên là mình sẽ báo sau này là mình sẽ thực hiện cái báo cáo tồn kho hàng ngày, chứ không phải là báo cáo với riêng với cái chế độ là bật với chế độ những thuốc nào là ưu tiên. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại mà mình chưa làm được cái chế độ là báo cáo tự động á, thì mình sẽ phải ngồi là mình làm tay cho từng thuốc, thì mình sẽ chỉ làm đối với một ưu tiên để thử nghiệm một vài thuốc thôi. Còn sau đó thì khi nào mà mình thực hiện được chế độ tự động thì mình mới đẩy lên những cái báo cáo, thay vì báo cáo hàng tháng thì mình sẽ báo cáo, có thể báo cáo kho thuốc đó là báo cáo hàng ngày được.
Dạ, tức là sau này cái phần mềm của mình á, cái phần mềm tại bệnh viện á sẽ gắn với cái phần mềm này giống như là liên thông dữ liệu vậy đó không chị? Đúng rồi, kiểu vậy là mình sử dụng thì nó sẽ đẩy vào phần mềm, thì cái đó là cái hệ Thì dạ. giá trị tra cứu của nó mới có, là ra cá tra theo từng từng ngày, có thể là mình cố định hàng ngày mình đẩy cái dữ liệu báo cáo cuối ngày lên á, thì nó đó thì cái nó mới có cái. Còn hiện tại đối với cái tra cứu thuốc này, tra cứu thuốc là những thuốc mà không phải là thuốc ưu tiên á, thì mình cũng chỉ xem được cái chế độ, mình chỉ mới được xem là hàng tháng thôi, thì nhưng mà nó vẫn có cái giá trị sử dụng của nó, là mình sẽ biết được cái lượng nhập thuốc vào như thế nào, và cái thuốc đó đang được sử dụng tại các bệnh viện ra sao, để Sở Y tế nắm thông tin và quản lý để phục vụ cho công tác quản lý điều phối thuốc. Vậy thì dự kiến khi nào mình mới liên thông như vậy được chị? Tại vì hiện tại bây giờ nếu mà làm tay như vậy á, nó sẽ cũng rất là tốn thời gian á. Tại vì nếu mà mình chuẩn cái dữ liệu ngay từ đầu á, rồi để mà các cái phần mềm quản lý của bệnh viện có thể gắn vô đây á, thì cái công việc của tụi em nó cũng sẽ được giảm rất là nhiều, mà mình được có cái số liệu đó real time á. Ban giám đốc là cũng đã đặt hàng cái chuyện là mình sẽ kết nối tự động vô rồi, để hiểu hai cái phần mềm của bệnh viện và phần mềm này. Nhưng mà trong thời gian đầu thì mình chưa thực hiện được chuyện đó, thì chắc qua cái giai đoạn thử nghiệm này rồi mình sẽ tiếp tục triển khai cho thêm cái phần mà kết nối tự động. Dạ, em xin nhắc anh chị mình một xíu là đối với báo cáo hàng ngày á, thì khi mà các anh chị báo cáo xong ngày hôm nay thì tới ngày hôm sau các anh chị báo cáo, khi mà tạo báo cáo ngày hôm sau thì hệ thống sẽ tự động khóa báo cáo ngày hôm trước lại để đảm bảo số liệu nó chính xác, tại vì hệ thống mình có một cái cú là mình lấy cái số tuần tuần đầu của ngày hôm nay, mình lấy từ cái ngày hôm trước mình điền vô á, nên hệ thống sẽ tự động khóa cái báo cáo ngày hôm trước để cho các anh chị mình, để cho cái số lượng mình không có bị nhảy, lúc đó hệ thống mình mới điền cái số tuần đầu nên ngày hôm sau mình đúng được ha. Thì các anh chị mình lưu ý một xíu là khi báo cáo xong các anh chị mình kiểm tra cho mình kỹ cái số liệu ok rồi thì ngày hôm sau mình mới thực hiện tạo cái báo cáo, ngày hôm sau đó mình báo cáo nhé. Và các đơn vị thì mình dự kiến là mình mất bao lâu để mình đẩy hết toàn bộ gói thầu lên trên hệ thống à? Hiện tại thì mình
số lượng mình kết hậu của bệnh viện là đang có khoảng bao nhiêu ạ? Bệnh viện 115 cho biết là mình đang có khoảng bao nhiêu gói thầu? À, bệnh viện em thì có tổng cộng là 9 gói, chắc ít nhất thành phố. Bệnh viện Nhi Đồng 1 à? Nha, bệnh viện mình có đang có bao nhiêu gói thầu nha? Dạ nhiều đó chị, tại vì có những cái gói thầu cái số lượng thuốc nó vẫn còn tồn nó vẫn còn tồn một ít ít, là nguyên tắc là mình cũng sẽ phải báo cáo luôn á. Bệnh Cái này viện là mình báo cáo luôn cả thầu tập trung luôn phải không chị, hay là chỉ có thầu riêng lẻ tại bệnh viện? luôn tất cả các gói luôn à? Cho 2 tuần thì mình chắc hết được dữ liệu, nó có hầu lên mà mình báo cáo một lần được chứ gì. Sau 2 tuần nữa hả chị? Tại vì không biết cái vụ mà cái dữ liệu mình tải về nè, rồi mình map lên, đẩy lên nó có thuận lợi hay không nữa. Về các Nói chung là giai đoạn này giờ các bệnh viện cũng đang bận á, làm công tác thầu này kia cho nên cũng khó. mình hôm nay thì sau buổi tập huấn thì các bệnh viện, các đơn vị mình tải cái danh mục hoặc chất thuốc hoặc cái danh mục thuốc về, và mình xem cho là phần nào mình có, hoặc cái phần thêm cần thêm mới những cái thuốc nào, rồi sau đó là hoặc là mình chỉ báo cáo trên cái nền này thôi. Chút nữa nói đi, không sao đâu.
Vậy để cho hiện tại đi, cho mình có hỏi phải làm rồi mình mới biết là nó đi tới đâu. Thì thôi bây giờ bệnh viện sẽ có một tuần để mình báo cáo các gói thầu của bệnh viện mình. Hiện tại một tuần này thì mình chưa thực hiện cái chuyện báo cáo định kỳ, cũng chưa thực hiện báo cáo tháng luôn. Mình chỉ đẩy hết toàn bộ dữ liệu về cái gói thầu của mình lên, và trong đó thí dụ như những thuốc nào đang thiếu thì mình sẽ bổ sung trong danh mục, rồi sau đó là mình sẽ lựa chọn thuốc để mình thực hiện báo cáo hàng ngày. Sau một tuần đó thì các đơn vị nào mà đẩy hết rồi hoặc là chưa đẩy xong đó thì mình sẽ xem cái kết quả thực hiện tới đâu đó rồi mình tính tiếp. Một các anh chị cũng chịu khó là mình khẩn trương thực hiện cái chuyện báo cáo gói thầu trước để mình thực hiện nhanh, cái đó thì mình mới làm được những cái giai đoạn tiếp theo. Nó không nhất không ạ? Mình sẽ thực hiện toàn bộ các gói thầu, là tập gói thầu tập trung, gói thầu tập trung cấp quốc gia, gói thầu tập trung cấp địa phương, gói thầu đàm phán giá và gói thầu của đơn vị tự làm. Và một có cái nguồn cứu khác đó, thì các anh chị cũng ví dụ như một số nước là bệnh viện nằm ở trong cái thuốc được tài trợ, thuốc được viện trợ, thì các anh chị cũng báo cáo luôn ở một cái nguồn khác ạ. Để thống nhất mình sẽ thực hiện một tuần, mình sẽ có một tuần để mình đẩy tất cả, mình báo cáo toàn bộ gói thầu rồi lên phần mềm của các anh chị. Và sau đó là ví dụ như mà những thuốc nào mà nó có chưa hiện tại nó chưa có trong danh mục thì các anh chị cứ đề xuất thêm, là Sở Y tế sẽ phê duyệt cái chuyện đề xuất thêm đó. Dạ, để em nhận thông tin ạ. Để việc thực hiện báo cáo gói thầu mình sẽ thực hiện đến 17 giờ ngày 23 tháng 7 các anh chị ha, và sau đó là Sở Y tế sẽ tổng kết là các anh chị để các đơn loại để các đơn vị nào đã thực hiện xong, các anh chị báo cáo xong, và nếu mà mình báo cáo xong thì mình cũng đi là mình cũng nhắn một cái tin lên group để mình canh để các bên kỹ thuật ta theo dõi luôn, tại vì người ta cũng không có biết khi nào thì mình đã đầy đủ các gói thầu của bên mình. Dạ, cảm ơn các anh chị ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi tập huấn ạ. Buổi tập huấn đến nay là kết thúc ạ.